Mọi người chê sân nhà mình xấu quá, gì cả trăm triệu mà nhìn xấu thế nhỉ? Bây giờ mình cũng không biết giải thích làm sao luôn ấy. Kiểu đẹp của cái sân này nó liên quan đến tổng thể của cả quán và là sự phù hợp trong phong cách thiết kế mà mình theo đuổi cho ngôi nhà này. Mình làm quán kiểu Việt Nam xưa, cổ kính một xíu, cũ cũ một xíu để tạo cảm giác hoài cổ. Cho nên là tất cả trong nhà mình phải dùng vật liệu là Việt Nam nhất, vừa phải cổ kính, vừa phải phù hợp nữa. Mình hoàn toàn có thể lát đá hoa cương sáng láng sang trọng trên sân này, hay là trồng cỏ trải thảm, sau đó lót đá lên đi cũng được luôn. Nhưng mà nó không có phù hợp với phong cách mà nhà mình đang xây dựng. Quán mình là Việt Nam xưa, kiểu hoài cổ thập niên 80-90 ấy. Ai lại đi lát đá hoa cương nhà giàu, hay là trải thảm cỏ như kiểu của Nhật Bản được đâu. Nó đẹp dựa trên sự hài hòa về tổng thể, cũng giống như là mình đi đá banh mặc quần đùi áo số thì phải mang giày thể thao chứ không thể nào mà mang giày tây được vậy. Tại vì bây giờ nhà mình chưa có xong, đồ deco cũng chưa có cho vào nữa, cho nên là nhìn nó rất là trống trải và mắt nhìn thực tế cũng khác với trên hình nữa. Làm sân này xong thì mình lại nhớ cái hàng rào ngày trước của quán mình quá. Cái hàng rào tội nghiệp, mọi người phản đối quá chừng luôn. Sau đó thì mình cũng gỡ nó xuống, nhưng mà thực sự thì nhìn thực tế nó cũng rất là dễ thương và hợp với tông quán lúc đó của mình ấy. Trông nó cũng khá là xinh xắn chứ không có đến nỗi là xấu đâu. Cái này là nhiều bạn tới thấy tận mắt rồi, cũng có nói lại với mình là như vậy ấy. Cái hàng rào màu xanh thì có thể là xấu, chứ còn cái nền gạch này thì mình tin là nó không có xấu đâu. Nó là sản phẩm của sự sáng tạo mà mình đặt vào. Mình làm một cách khác, một kiểu khác không có giống như những gì mà người khác đã làm, vì mình muốn nó mang dấu ấn cá nhân của tác giả lên nữa. Chứ còn cứ làm giống như người ta đã làm cho an toàn thì bình thường quá rồi. Mình còn trẻ mà, phải làm cái gì đó của mình chứ. Ban đầu thì nó sẽ lạ, hơi khó chấp nhận một chút, nhưng mà chắc chắn là mọi người sẽ khó kiếm được ở nơi nào khác có được chiếc sân có thể là không đẹp, nhưng mà chắc chắn là nó lạ như thế này đấy.